Hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến với channel YouTube của mình Hạnh nhá. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục trở lại với săn hổ anh em nhá. Và mức vốn hôm nay mình mang vào là một mét anh em ạ. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục hành trình săn hổ cho anh em xem tham khảo trên mức vốn của anh em nhá. Ok, thì bây giờ mình đang săn ở mức là 90 anh em ạ. Đó thì anh em cũng biết rồi đúng không ạ? Đó thì trong những ngày qua thì mình đang săn ở mức chủ yếu là vốn bé là nhiều anh em nhá. Đấy, mức 500 và 1 mét anh em ạ. Đấy, thậm chí vốn nào nhiều thì mét rưỡi đến 2 mét anh em nhá. Ui trời ơi tuyệt vời anh em ạ, đá về cho mình 400 rồi. Đó thì quay lại với gần vạch xuất phát anh em nhá. Thì sau khi mà đá về được như vậy thì mình sẽ giảm lại cho anh em 45 này. Đó. Tất nhiên là mình phải duy trì anh em ạ. Rồi duy trì khi nào mà thành công lên được khoảng tầm 1 mét đến nói chung phải 1m2 đổ lên anh em ạ. Đấy, 1m2 đến 1m5 đổ lên anh em nhá. Thì mình mới chuyển phòng anh em ạ. Rồi anh em, về hũ đầu tiên anh em nhá. Tuyệt vời. Đấy, mức 45 về hũ hơn 300 như vậy là ngon rồi nhá. Đấy, tiếp tục này. Đó, mình đang vẫn duy trì ok anh em ạ. Nói chung là vẫn đang ở mức là 900 đến 1 mét anh em nhá. Rồi. Đó, tăng lên mức 90 này. Tuyệt vời anh em, về 200. Khá ngon này. Trời ơi, 1 mét rồi. Tiếp tục này, đây rồi anh em ơi. Đây rồi. Đó, 1m2 rồi anh em nhá. Thôi, cứ gắng lên vài lượt rồi anh em ạ. Để mà lên được 1m5 thì quá đẹp luôn. Đấy, lên lượt đó này. À, không về này anh em ạ, không về rồi. Trời ơi, quá tuyệt vời quá. 11 lượt anh em ạ, 11 lượt miễn phí nha. Quá đẹp luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ chờ cơ hội ở đây thôi anh em ạ. Đó, trong vòng 11 lượt này chắc chắn là sẽ cũng phải được 1m5 đổ lên anh em nhá. Đấy, còn 8 lượt, ok chưa? Rồi, còn 7 lượt này. À, liên tục ngon anh em ạ. Đó, may mắn thật sự luôn. Rồi, mặc dù là không về hũ nhiều nhưng mà chỉ cần về như vậy là quá ngon anh em ạ. Đấy, 2-40 nữa này. Rồi, đang còn 4 lượt anh em ơi. Đấy, trời ơi, khả năng lên được 2 mét là chắc chắn rồi. 2 mét rồi anh em ạ. Đang còn 3 lượt nữa anh em ạ, tuyệt vời chưa? Đó, hôm nay như vậy là quá ổn rồi. Chắc chắn là ổn rồi anh em ạ. Đó, nếu như mà anh em ăn non vào cái thời điểm này thì cơ hội như thế này là anh em có thể nghỉ là đẹp rồi anh em nhá. Rồi thì với mình thì khi nào phải đúng quy trình anh em ạ. Đó, lên ngon được lên 2 mét rồi. Thì bây giờ mình sẽ chuyển phòng anh em nhá. Đấy, mình sẽ chuyển sang phòng cao cấp này, mình săn tiếp anh em ơi. Đấy, ok chưa ạ? Vào đây thì mình sẽ săn ở mức đầu tiên là cho anh em 180 này. Đấy, quá đẹp anh em ạ. Lượt săn đầu tiên quá ngon luôn, về 800 nhá. Rồi, lượt thứ hai này. Ok anh em ạ, chưa có gì dấu hiệu đẹp anh em ơi. Chưa có gì cả anh em ơi. Đấy, 160, nói chung hao nhẹ nhẹ thôi đúng không? Đấy, quan trọng là bây giờ mình sẽ duy trì được tầm 1m5 đến 2m anh em nhá. Đấy, như vậy thì mới săn thành công được anh em ạ. Ngon quá anh em ạ, về 2m6 rồi. Quá tuyệt vời. Ui giời, đây nữa rồi anh em này, 400. Quá ngon anh em ạ. Đó, liên tục như vậy là quá đẹp rồi anh em này. Đó, quá ok cho anh em, quá tuyệt vời rồi đúng không ạ? Rồi, thì bây giờ mình sẽ lượt gấp 450 anh em nhá. 250, ui giời ơi, hao 200 anh em ạ. Đó, đã có hơn 3 mét rồi thì mình sẽ săn mức cao một chút xíu anh em này. Đấy rồi, bù lại cho mình. Đấy, vẫn lên hơn 3 mét rồi đúng anh em. Ui giời, đây nữa. Quá hay luôn. Có 180 về 450. Tiếp này. Ok anh em ạ, lâu lâu nó sẽ hao lại một chút xíu thôi, không sao nhá. Quan trọng mình duy trì được là tốt anh em ạ. Đấy, thế nhưng mà cơ hội đâu, chỉ cần về hũ thôi là đẹp rồi, là nghỉ anh em ạ. Đó, quan trọng là mình phải duy trì được anh em nhá. Rồi bây giờ mình sẽ giảm xuống mức 90 anh em nhá. Tiếp tục săn này. Đây này anh em này. Ok anh em ạ. Ok anh em ạ, lượt nữa nhá. Quá ok rồi. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ tăng lên 450 này. Á, à, chết chà, quá tuyệt vời. 1 mét nhá. 1 mét anh em ạ. Quá ngon luôn. Tiếp tục này. Đây này. Tiếp tục anh em ơi. Nữa nhá. Nữa này. Trời ơi. Còn nữa đâu. Quá hay rồi anh em. Quá hay rồi. Rồi.
Đấy, đã thành công lên được 400 anh em ạ, tuyệt vời nhá. Đây, tiếp tục mình sẽ săn tiếp này. Đấy, 100 anh em ạ, tuyệt vời. Nói chung là bây giờ hiện tại là mình đã có được bao nhiêu anh em? 2m8 đúng không? Đấy, nói chung là tính nghỉ rồi nhưng mà gấp vài lượt là xem thế nào anh em nhá. Lượt gấp đầu tiên của mình là 450 đấy anh em này. Đấy, hôm nay mình chưa gấp lượt nào 900 cả anh em ạ. Trời ơi, về đi. Ôi, 450 về 400 anh em vẫn hao rồi. Ôi trời ơi, quá tuyệt vời anh em ạ. May mắn quá, lượt cuối cùng luôn anh em ơi. Ôi, nghỉ đã đẹp rồi anh em ạ. Thì cuối cùng thì mình cũng đã săn thành công rồi anh em nhá. Đấy, một mét thì mình lên được gần 5 mét anh em ạ. Đơn giản thì ăn non được trong vòng 5 phút. Như vậy là ok rồi anh em. Đó thì hành trình săn hũ thì khi nào cũng phải biết duy trì anh em nhá. Ok, chào anh em.